Nhận định U23 Việt Nam Singapore chạy đà cho đại chiến với Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, sau màn chào sân năm mới đầy khí thế của đội tuyển quốc gia nam và chiến tích giành vé dự World Cup của đội tuyển nữ. Hôm nay, 19 tháng 2, đội U23 quốc gia cũng sẽ có trận đấu sông đất. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đá trận đầu tiên của mình tại bảng C, giải U23 Đông Nam Á gặp U23 Singapore. Người hâm mộ rất chờ đợi sự thể hiện của các cầu thủ sau một tháng rưỡi tập trung và chuẩn bị cho giải đấu. Kể từ sau thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo có nhận định về việc lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam chưa có nhiều nhân tố nổi bật giống như thế hệ đàn anh của những Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Đội U23 luôn bị đặt dưới tầm ngắm của giới chuyên môn. Giải U23 Đông Nam Á được coi là một cơ hội cọ sát rất tốt để hướng đến SEA Games trên sân nhà vào tháng 5. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kế hoạch của đội bóng trẻ trong năm nay, VFF đã thống nhất cử đội U21 tham dự giải đấu này. Đó cũng là sự chuẩn bị cho kỳ SEA Games sau đây 2 năm diễn ra tại Campuchia. Việt Nam không phải là đội duy nhất cử đội trẻ hơn tham dự giải U23. Trong đó Thái Lan còn cử đội U19 và họ đã ra quân bằng trận thắng 3-1 trước U23 Singapore. Đội cũng có sự giàn trải nhân sự từ 16 đến 22 tuổi. U23 Đông Nam Á diễn ra vào thời điểm các câu lạc bộ trong nước đang chuẩn bị cho mùa giải mới tại V-League nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam không có trong tay đội hình mạnh nhất. Tuy vậy cũng có một số cái tên từng được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập lên đội U23 trong 2 năm vừa qua là thủ môn Y -E Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng, tiền vệ Hoàng Xuân Tân, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, tiền đạo Mai Xuân Quyết. Ngoài ra còn có chân sút rất đáng chú ý là Nguyễn Quốc Việt cầu thủ 18 tuổi này là vua pháo lưới tại các giải trẻ quốc gia như U17-2020, U19 và U21 năm 2021. Cũng giống như các đội bóng khác tham dự giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam đang đối mặt với khó khăn khi có 4 cầu thủ dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, ba lãnh đạo đội bóng đã bình tĩnh kịp thời xử lý, động viên tinh thần các cầu thủ vượt qua khó khăn. Trong buổi tập vào tối qua, các cầu thủ tập luyện hứng khởi và lấy lại sự cân bằng cần thiết trước trận gặp U23 Singapore. Do U23 Singapore đã thua U23 Thái Lan 1-3 trong trận gia quân, nên U23 Việt Nam cần phải giành chiến thắng ở trận đấu này để nuôi mục tiêu tranh ngôi đầu bảng C. Theo thể thức thi đấu của giải, ba đội đầu bảng cùng một đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Đánh giá về đối thủ U23 Singapore, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết U23 Singapore có thể hình tốt thể lực rất tốt, đặc biệt ở vị trí trung phong và trung vệ. Lối chơi của họ, tốc độ đường truyền dài phía sau cho cầu thủ số 9 rất nguy hiểm. Theo tôi được biết, anh ta là con trai thứ ba của cựu danh thủ Singapore Fandi Ahmad. Trước khi lên đường sang Campuchia tham dự giải, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có những trận đấu giao hữu với các đội bóng trẻ trong nước và đều giành chiến thắng. Nòng cốt trong đội hình U23 là những cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc gia diễn ra vào cuối năm 2021 vừa qua như Yelidae, Minh Trọng, Đức Hoàng, Quang Nho hay Văn Tùng, Quốc Việt. Việc cử đội U21 tham dự U23 sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có sân chơi cọ sát trong bối cảnh nhiều giải đấu bị hủy bỏ vì dịch bệnh. Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện xuyên tết nguyên đán nghiêm dần để có sự chuẩn bị tốt nhất. Sau giải U23 Đông Nam Á, các cầu thủ lứa U21 sẽ được tạo điều kiện tham dự giải Đại hội Thể thao Châu Á. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm bồi dưỡng những tài năng trẻ bóng đá. Trước trận đối đầu với U23 Việt Nam, U23 Singapore đã gặp bão Covid khi có tới 7 cầu thủ là F0. Bên cạnh đó, sau trận giao quân thua Thái Lan, đội bóng này có thêm 3 đến 4 trường hợp chấn thương. Với 24 cầu thủ mang sang Campuchia, Singapore chỉ đủ người để đăng ký với ban tổ chức ở trận gặp U23 Việt Nam, trong đó có 11 cầu thủ khỏe mạnh để ra sân. Trong trường hợp thiếu người, Singapore vẫn có thể đăng ký cầu thủ chấn thương vào danh sách thi đấu với ban tổ chức. Đây chính là sự điều chỉnh về điều lệ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vào ngày 18 tháng 2, khi nhiều đội bóng thiếu quân vì cầu thủ mắc Covid-19. U23 Việt Nam dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên Đinh Thế Nam được xem như một ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu U23. Sở hữu dàn tài năng trẻ được đánh giá cao của bóng đá Việt Nam với những cái tên như Quốc Việt, Quan Nho hay Văn Trường. U23 Việt Nam có được chiều sâu chất lượng cầu thủ rất tốt. Các cầu thủ đều đã tranh chiến nhiều năm tại các giải trẻ quốc gia và cùng nhau tham gia các đội lửa u tại các giải đấu quốc tế trước đây nên có sự phối hợp ăn ý. Trong số các cầu thủ mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam đang sở hữu thì Quốc Việt chính là một trong những cái tên đáng gờm nhất. Tiền đạo thuộc biên chế của GMG Nutifood có khả năng săn bàn đẳng cấp khi sở hữu tốc độ tốt cũng như sức mạnh thể chất hoàn hảo. Khả năng chớp thời cơ của Quốc Việt cũng chính là thứ vũ khí quan trọng mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam muốn tận dụng trong những tình huống căng ngang và hướng tới những khu vực cột 2 trong vòng 5m50. Chơi phía sau Việt là người đồng đội dụng quang nho, lì lợm quyết đoán bình tĩnh trong những tình huống lên bóng. Quang Nho chính là chìa khóa đem tới sự cân bằng và chắc chắn cho U23 Việt Nam trong lần đối đầu và U23 Singapore vào tối nay. Vấn đề duy nhất được đặt ra cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam ở hiện tại chính là việc xây dựng hoàn thiện bộ khung vận hành sơ đồ 442 một cách trơn tru nhất khi đã có những hảo thủ trong tay. U23 Việt Nam nên sử dụng việc áp đặt chủ động thế trận lên Singapore và sử dụng tốc độ cùng với những bài phối hợp ban bật nhỏ để có thể lên bóng, xâm nhập vào vòng cấm của đối phương. Với việc các cầu thủ U23 Singapore to cao nhưng xoay sở chậm, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng được bằng lối đá nhanh, nhỏ và tốc độ cao này. U23 Singapore được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Fandi Bin Ahmad, một cựu cầu thủ thuộc thế hệ vàng của quốc gia này và với kinh nghiệm của một nhà cựu vô địch Đông Nam Á, vị tuyển trưởng sinh năm 1962 luôn truyền được cảm hứng thi đấu cho các học trò của mình. Ở U23 Singapore, họ không có quá nhiều những cầu thủ tiên tuổi và lớp tài năng trẻ cũng không hề dồi dào. Vậy nên, ngôi sao sáng nhất chính là huấn luyện viên Fandi, ông đã giúp cho U23 Singapore hình thành lối đá kỷ luật dựa trên nền tảng thể lực cực kỳ tốt. Cả ba tuyến của U23 Singapore đều có những cầu thủ lì lợm và giàu tính chiến đấu. Điển hình trong số đó là tiền đạo 19 tuổi, Zico Chua, sở hữu trong mình hai dòng máu Hy Lạp Singapore. Zico Chua có chiều cao 1m82, cùng thể lực lý tưởng cho những tình huống tranh chấp bóng đòi hỏi sức mạnh. Thêm vào đó, kỹ năng bật nhảy của cầu thủ này cũng thực sự tốt và mang tính bùng nổ cao vào những thời khắc quy định. Với lối đá 4-5-1, Chua được xếp ở vị trí trung phòng mũi nhọn, Điều đó đồng nghĩa mọi đường chuyển của tuyến tiền vệ U23 Singapore đều tập trung vào vị trí của cầu thủ này. Zico Chua hoàn toàn có thể làm tường cho đồng đội và đẩy trái bóng ngược lại về tuyến hai để những cầu thủ chơi sau lưng mình dứt điểm. Đây thực sự là một lối đá khó chịu bởi sự khó đoán trong quyết định của một tiền đạo quá chiêu như Zico Chua. Hiện tại dù mới lên đội 1 của đội bóng chủ quản Cây Lang International, nhưng cầu thủ này đã kịp ghi 17 bàn thắng. Bên cạnh Zico Chua, thì lối đá 4-5-1 của U23 Singapore còn phụ thuộc vào một mắt xích vô cùng quan trọng khác, đó là Daniel Gore. Khả năng chuyển bóng phản công nhanh của Daniel là rất tốt và điều này giúp cho U23 Singapore có khả năng thay đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh. Nhìn vào danh sách thi đấu của cầu thủ U23 Singapore tham dự giải đấu lần này, một trong những cái tên đáng chú ý khác là Inhan Fandi, con trai của huyền tại Fandi Ama cầu thủ 19 tuổi này có thể đá ở vị trí tiền đạo, tiền vệ và cũng chính là người đã đánh đầu vào lưới U23 Thái Lan ở trận gia quân của U23 Singapore tại giải lần này. Rõ ràng đây sẽ là cầu thủ mà U23 Việt Nam cần phải dè chừng ở trận đấu sắp tới. Có thể ở trận gặp U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Singapore sẽ sử dụng nhiều quả tạt bóng vào vòng cấm để Yuhan Fandi thể hiện khả năng đánh đầu của mình. Trong trận gặp U23 Thái Lan, U23 Singapore thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Huấn luyện viên muốn các cầu thủ tấn công gây sức ép, tranh cướp bóng ngay ở trên phần sân đối thủ, buộc họ mắc sai lầm. Chính nhờ tình huống giành được quả bóng văng ra từ phần sân đối thủ, Gakaze đã thực hiện quả tạt cho Yuhan Fandi ghi bản mở tỷ số trận đấu. Có thể nói rằng U23 Singapore đã thiếu may mắn ở trận gặp U23 Thái Lan do họ sớm mất hậu vệ cánh Danis Ivan ở phút thứ 12 do chấn thương. Ngoài ra trung vệ Jordan Ema Huive cũng phải rời sân ở đầu hiệp 2 do chấn thương. Điểm yếu thể lực của U23 Singapore đã bộc lộ ở hiệp đấu thứ hai. Các cầu thủ của U23 Singapore đã không thể tạo ra cường độ như hiệp 1 và thất thủ. U23 Thái Lan đã ghi hai bàn trong hiệp 2 để ngược dòng thắng 3-1. Trước thêm giải đấu, huấn luyện viên của U23 Singapore từng tuyên bố, chúng tôi muốn giành chức vô địch, chúng tôi tham dự giải đấu này không phải để cọ sát. Đã rất lâu rồi Singapore không thể hiện tốt ở đấu trường khu vực, đặc biệt ở cấp đội trẻ. Theo huấn luyện viên trưởng, khi còn là cầu thủ, ông đã muốn thắng ở mọi trận đấu. Theo ông, giải U23 Đông Nam Á không chỉ là một giải đấu để nâng cao trình độ cho các cầu thủ trẻ mà chính là cánh cửa lên đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ phải chiến đấu từng phút trên sân, phải thúc đẩy bản thân đến mức cao nhất và phải biết chịu trách nhiệm. Sẽ không có chỗ để bảo chữa cho màn trình diễn rằng đây chỉ là giải trẻ. Chúng tôi phải giành được chiến thắng và các cầu thủ phải tin như vậy, huấn luyện viên U23 Singapore nhấn mạnh. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đặt mục tiêu cao nhất ở giải đấu đang diễn ra tại Singapore. Bước đầu trong kế hoạch đó của U23 Việt Nam là đánh bại U23 Singapore trong trận đấu tối nay 19 tháng 2. Ngoài tiền đạo Phan Đình, huấn luyện viên tình Thế Nam còn nhắc nhở các học trò kèm mũi nhọn quay jumpucha của đối phương. Do tiền vệ này có khả năng sút xa rất tốt, giới quan sát cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ duy trì lối chơi chắc chắn và các cầu thủ có thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu khi cần, nhằm sớm phân định thắng thua. U23 Singapore chắc hẳn sẽ nóng lòng tấn công để ghi bàn sau thất bại nặng nề trước U23 Thái Lan và đó là thời cơ cho các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam khai thác. Giống như năm 2019, U23 Việt Nam không mang tới giải U23 Đông Nam Á 2022, lực lượng tinh nhuệ nhất ở lứa cầu thủ U23. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam có thành phần nòng cốt là lứa cầu thủ U21 kết hợp với một số đàn anh nhằm hướng tới các chiến dịch trong tương lai của bóng đá Việt Nam. Cách đây 3 năm, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chỉ có được tấm huy chương đồng sau khi thua Indonesia ở bán kết và thắng chủ nhà Campuchia trong trận tranh hạng 3. Nhưng U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đãi cát tìm vàng khi bổ sung những nhân sự chất lượng cho huấn luyện viên Park Hang-seo dụng binh tại SEA Games và giải U23 châu Á. Sau giải đấu năm 2019, Bùi Tiến Dụng và Trần Thanh Sơn đã có mặt trong đội hình U22 cộng 2 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30, còn Bùi Hoàng Việt Anh Lê Xuân Tú, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn trở thành những trụ cột giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Năm nay, nhiệm vụ đãi cát tìm vàng của U23 Việt Nam cũng không thay đổi khi SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Sau đó là vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6, rồi ASEAN Hàng Châu vào tháng 9. Và xa hơn nữa là SEA Games 32 tại Campuchia điểm khởi đầu cho hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ là màn so tài với U23 Singapore. Đội bóng đã thua ngược 1-3 trước U23 Thái Lan trong trận lượt ngày 16 tháng 2 vừa qua. Việc được nghỉ lượt trận hôm 16 tháng 2 giúp U23 Việt Nam có thêm thời gian để soi dò đối thủ và huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết đã nắm được lối chơi của U23 Singapore. Tiếc rằng U23 Việt Nam sẽ không có được lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước trận ra quân. Nhưng U23 Singapore còn khủng hoảng lực lượng trầm trọng hơn, tới mức từng phải đối mặt với nguy cơ hủy bỏ giải vì các ca mắc COVID-19. Chúng tôi cũng may mắn khi chiều ngày 16 tháng 2 đã đi xem đội bạn thi đấu. U23 Singapore có thể hình tốt, đặc biệt ở vị trí trung phong và trung vệ. Lối chơi của họ tốc độ. Đường truyền dài cho cầu thủ số 9, Yuham Fandi rất nguy hiểm. Đội bóng này có thể lực rất tốt, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ. Yuhan Fandi chính là tác giả bàn mở tỷ số của U23 Singapore trong trận gặp U23 Thái Lan với sau pha bật cao đánh đầu hiểm hóc ở phút thứ 16. Tiền đạo này còn có một pha dứt điểm dội xà ngang khung thành đối phương và suýt chút nữa giúp U23 Singapore nhân đôi cách biệt. Dù nhập cuộc tốt trước U23 Thái Lan, nhưng U23 Singapore không duy trì được sự nhất quán trong lối chơi. Đoàn quân của huấn luyện viên Nazi để lộ điểm yếu phía sau lưng hàng phòng ngự và thủ môn Ridwan Fitri đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng khi các chân sút áo xanh được dứt điểm trong tư thế thoải mái. Điểm mạnh nhất của U23 Singapore có lẽ là thứ vũ khí tinh thần như lời huấn luyện viên Nasi. Các cầu thủ đã thể hiện rất tốt trong cuộc đội sức với U23 Thái Lan. Tôi cảm thấy hài lòng vì toàn đội đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. U23 Singapore sẽ tập trung toàn lực lượng để sẵn sàng đương đầu với U23 Việt Nam. Cuộc đua hai tấm vé vào vòng tứ kết bảng C sẽ rất căng thẳng và thú vị. U23 Việt Nam có thể hy vọng vào lịch sử và hiện tại. Bóng đá Việt Nam đang có những bước khởi đầu như trong mơ trong năm 2022. Với việc Malaysia và Indonesia bỏ giải, bảng B chỉ còn hai đội Malaysia và Lào sẽ chỉ lấy đội nhất bảng vào bán kết. Tấm vé vào bán kết dành cho đội nhì bảng tốt nhất chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai đội xếp hạng nhì của bảng A và C. Tuy nhiên, do bảng A có 4 đội trong khi bảng C của Việt Nam chỉ có 3 đội, nên khi so sánh thành tích đội nhì bảng A sẽ phải loại bỏ kết quả trận gặp chót bảng nhiều khả năng là Brunei. Ở lượt cuối vào ngày mai 20 tháng 2, Philippines dù có thắng Brunei cũng chỉ có một điểm. Timor Leste giỏi lắm có trận hòa trước chủ nhà Campuchia để đứng nhì bảng, nhưng trừ trận thắng Brunei 3-1 sẽ chỉ còn 3 điểm. Do đó, chỉ cần chọn vẹn 3 điểm trước Singapore, U23 Việt Nam sẽ sớm đoạt vé vào bán kết. Cuộc đối đầu với Thái Lan sau đó chỉ phân định thứ hạng nhất bảng nhì bảng. Các bạn có dự đoán như thế nào về kết quả của trận U23 Việt Nam U23 Singapore diễn ra vào tối nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Video của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.